Hôm nay ngày 15 tháng 2, nhiều doanh nghiệp tái khởi động hoạt động sản xuất nhằm sẵn sàng cung ứng đúng hẹn những đơn hàng của năm 2024. Trước đó, vào mùng 5 Tết, công nhân đã có mặt tại nhiều nhà máy để tổng kiểm tra dây chuyền sản xuất, trang thiết bị máy móc nhằm đảm bảo công tác khai xuân được thuận lợi. Ghi nhận thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Thống Nhất, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đang có 25 công nhân làm việc. Phó Giám đốc công ty Nguyễn Đức Hồng chia sẻ, toàn công ty có 980 trên 1.060 công nhân trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Hoạt động sản xuất sẽ diễn ra đồng bộ trên tất cả các dây chuyền. Năm 2023, nhiều đơn hàng của công ty bị dừng đột ngột hoặc thiếu cục bộ tại một số thời điểm nhất định. Do vậy, để khắc phục những khó khăn đã xảy ra, ngay từ tháng 9 năm 2023, công ty đã xúc tiến nhiều thị trường mới nhằm tiếp cận thêm đối tác xuất khẩu. Cùng với đó, việc khởi động sớm hoạt động sản xuất cũng sẽ giúp công ty có thêm thời gian giao hàng, hạn chế rủi ro từ các cuộc xung đột tại khu vực Biển Đỏ, có nguy cơ ảnh hưởng đến thời gian giao vận, logistics toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lộc Trời thông tin, ngay những ngày đầu năm 2024, công ty đã thắng thầu một đơn hàng cung ứng 65.000 tấn gạo bu lốc 65. Do vậy, tập đoàn đã chủ động lên kế hoạch tái sản xuất sớm sau Tết. Theo đó, 3.600 nhân sự của hệ sinh thái sản xuất tập đoàn Lộc Trời đã có mặt tại các nhà máy để đảm bảo tái khởi động sản xuất. Các nhà máy đang nỗ lực tổ chức sản xuất đảm bảo các đơn hàng đã ký trước Tết. Đại diện công ty Vissan cho biết, từ mùng 2 Tết, tất cả các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vissan và một số quầy thịt Vissan tại các hệ thống siêu thị đều đã bắt đầu mở cửa. Khối sản xuất đã bắt đầu giết mổ heo, bò từ đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết. Khoảng 200 công nhân viên làm việc tại các khu vực nhà xưởng tham gia làm việc ngày đầu năm. Ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Long Sơn cho biết, nhiều doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Điều Việt Nam nói chung và Tập đoàn Long Sơn chọn ngày 15 tháng 2 để tái khởi động sản xuất. Khác với những năm trước, các doanh nghiệp thường chọn bắt đầu một phần hoạt động sản xuất, nhưng năm nay sẽ khởi động tất cả dây chuyền. Phần lớn các doanh nghiệp đều đã phải trải qua năm 2023 đầy khó khăn. Dù vậy, sang năm 2024, nhiều doanh nghiệp ngành đều tự tin hơn khi tín hiệu thị trường có những điểm sáng mới. Thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Đông vẫn gia tăng nhu cầu. Thực tế, từ cuối năm 2023, đơn đặt hàng nhập khẩu điều của Việt Nam từ các thị trường trên tăng lên rõ rệt. Nhiều nhà máy chế biến điều phải hoạt động hết công suất để kịp thời gian giao hàng.